chạy là quân chó đóng đóng anh em ơi, chạy là quân chó đóng đóng anh em ơi, chạy là quân chó đóng đóng anh em ơi, đóng. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay em đi đánh lục thiên nhiên các bác nhá. Này, khu vực trước mọi ngày em vẫn hay cầu, em hay cầu bên kia. Đánh sáng này, này sáng bên đây. Đây quá nhìn nào, trong đấy có nhiều nhà tao nuôi cá nhưng mà nuôi cá chán ăn rồi. Toàn làm cống thả ra thiên nhiên các bác này. Đấy, toàn làm cống thông ra thiên nhiên này. Các bác nhìn chưa? Ao đầm gì mà cứ thông ra thiên nhiên này chết không nhỉ? Đây các bác nhìn nào. Đấy. Thì mấy nữa chắc là em cũng hỏi mấy cái nhà này để cho vào câu nhỏ tí, bởi vì cá ta thả thiên nhiên cũng chẳng sợ, với thứ hai là ở trong đây nó không bị động thì câu sướng hơn. Này vào đây quá nhá, thì vào đây thì ngồi bên trong đây em thấy trong đấy có bụi dừa ấy, vừa em vào hỏi rồi, hỏi người ta vào cho ngồi cho nó râm mát đấy, câu nó sướng hơn là ngồi bên kia. Bên kia nhìn nó nắng, nó hắt lại ngược lại nắng kinh khủng luôn. Nên đi câu quan trọng nhất là nó phải râm mát, ngồi em được lâu nắng cháy mặt chết dở. Này đánh nhau một chuối, một chuối này phối ngồi đánh chép các bạn. Đấy, anh em nhìn phong cảnh đẹp không, tuyệt vời luôn đấy. Đường đi vào nó hơi nhỏ, em vừa đi xe máy rồi cứ sợ ngã này. Anh em nhìn nào, à, lắng rồi. Đó, thấy chưa? Đây, ngồi ở bên trong, trong bên này quá nhá. Có mấy thanh niên chó là ứng kia rất là sợ. Mà bảo người ta xích này rồi, dây nó ngắn thì đi qua không sợ, không đi qua cũng hơi kinh ấy, sợ nó cắn mà. Có nhìn con chó trong giữ này mà. Ngồi ở góc góc này nhá. Đấy, anh em mình chó khiếp chưa? Rồi, đây ngồi phía này anh em nhá. Đây hạ cần cho tại vị trí này, câu ở sướng hơi lắm một chút nhỉ. Hiện nay em đi câu vẫn là mồi ủ chua quen thuộc các bác nhé. Mồi ủ chua quen thuộc. Làm thêm tí, em cho thêm tí đêm một nữa cho nó mát máy. Đó. Em câu thì chủ yếu là em đánh bó mồi chính, mình đánh thiên nhiên ấy thì không cần phải đánh ổ làm gì. Chủ yếu là mình câu xong mình ném ra cho một ít thính xuống ấy. Này các bác dùng cái loại lò xo như của em này. Đấy, loại lò xo này giữ mồi tốt, mình bó mồi to được. Không biết này có lên hàng không này. Các nhìn kể cả mồi mồi to nó giữ mồi rất là tốt luôn. Thì câu này sướng. Đánh không giờ sợ mồi tan hết, các bác câu nó xo bút thì lúc mồi nó tan hết, tan nhanh. Em câu này kẻ nó tan hết bên ngoài, trong ruột nó vẫn còn nữa, nên không sợ hết được. Đấy các bác nhìn này. Khung cảnh này câu rất ok luôn. Thank you.
câu thiên nhiên này cán ít thì làm thêm một cái cần nữa dự bị anh em. Đó. Chạy đầu con chó, đóng đóng anh em ơi. Chạy đầu con chó, đóng đóng anh em ơi. Chạy đầu con chó, đóng đóng anh em ơi. Đóng. Chạy đầu con chó. Đáp. Đóng luôn, chạy đâu. Hàng đẹp anh em ơi, chấm cỏ nhá. Cùng mãi nó nắm mày đây gặp con chấm cỏ phê quá. Con này to đấy, con này hơn 3 cân. Ngon luôn. Chạy mấy anh này. Các bác thấy mùi củ chua ngon không? Chấm cỏ cắn bụi mù luôn đấy. Phê quá, vừa làm nó đang một lúc rồi cá đã cắn rồi. Hên. Vào rõ. Con này về kho thôi các bác ơi. Hôm nay tươi rồi. Đấy, khi anh em câu kiểu nào bó mồi hay thảo thì mình vẫn phải ném là xa ấy, ném là sao mình mới kéo vào này này thì nó đỡ bị động. Thường em ném là sao khoảng 10 đến 15 mét xong em mới kéo phao lại đúng cái vị trí mà mình đã đánh quen đấy, thì mồi mình đã dụng chỗ này rất là nhiều đấy, mình kéo từ từ vào ạ. Đấy, đúng vị trí tâm là ok. Chứ không nhiều bác nghĩ là đánh bó mồi không cần phải ném ra xa, nhưng mà quan trọng nhất phải ném ra xa nhé, để tránh bị động ấy thì mới dễ được cá to. Còn nếu mà mình mà ném ngay cái chỗ đấy thì đảm bảo các bác là khi ném cái là cá to chạy ngay thì cá con nó lại. Ưới. Lại hạ anh em ơi. Phê quá. Chép nha anh em nhé. Chép. Cái này được của nó đấy. Tươi rồi. Hôm nay trời ấm ấm ngay, đánh lục nó cảm giác nó khác bọt hẳn. Đấy, qua thấy mấy cần đơn mấy cần nó xem đáp ở bên ngoài con thua rồi. Con này khá đấy. Được. Thể quá nổ lắm mới được cái cảm giác dòng cá sướng này. Ngon quá anh em ơi. Ui, các bác nào cảm thấy phấn khích nghe không nhỉ? Dòng cá cứng tay luôn đấy. Con này tuy nó không to lắm nhưng mà cảm giác được phê. Ngon rồi. Đấy. Cần lục bao giờ đánh cũng sướng hơn hẳn các cần khác. Này, câu em thấy câu lục này rất nhiều cá dễ không các bạn? Đấy, cần đơn mới cần nó xây ánh chìm con thua lục này vào ấy là bảo luôn đấy, đợi em nữa lên hàng. Con này câu này có quà rồi. Ôi, các bác xem thấy hay phải like cũng có nhiệt tình em nhé, câu thiên nhiên đấy. Đấy, con cá tuy hơi bé nhưng mà các bác nhìn thấy thịt trắng ngón này cơ mà trông mướt mượt luôn. Cá xếp thiên nhiên nó khác thôi, lại cho vào rõ thôi, tối về này làm bữa kho là ngon nó thôi.
chết. Nóng luôn. Úi giời. Chạp chạp chào anh em. Chạp chạp nhé. Đây chính thức là chạp nhưng mà này. Ôi, chạp đen. Ôi, mất rồi. Tí thế, con chạp đen anh em nhé. Chạp đen xìn luôn đấy. Còn đấy thì thôi thả, béo quá. 12 giờ các bác ạ. Làm cục mồi này thì về thôi. Về ăn cơm đói mà. Này câu cũng không có hứng câu mấy. Được sáng giờ có 4 con chép mấy, 2 con chấm. Cá mú bây giờ khó khăn là câu 4 con chép thì là 2 con chép nhỏ quá. Là một cuối là về anh em nhé. Ngồi đợi khoảng 15 phút á, không có nào. Ui. Đợi 15 phút không có nào là về nào. Đấy các bác vất mồi thì cứ đu đu như của em ấy, vẩy xa mấy chục mét luôn. Lại em rơi khoảng gần 40 mét. Ít mù luôn. Trượt. Kéo thế mà trượt anh em ạ. Ký quá. Cuộc sống nhờ câu kéo nó khó khăn các bác này. Nhìn nhá. Đúng một cái vậy. Sợ thật đấy. Rồi về thôi các bác ơi, được con cá chấm mang về kho rồi. Còn hai con chép này quá, này câu này là quá ok luôn đấy. Phê, đi câu thiên nhiên mà được như này là thắng lợi lớn đấy. Rồi không là gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Các bác thấy hay cái này, xem ủng hộ em nhiệt tình mà. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Về thôi.